Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã đến với kênh của nhà bếp 89. Hôm nay bếp 89 sẽ làm một cái bài so sánh về hai cái sản phẩm của thương hiệu Medicina và Bayer, đó là cái bồn ngâm chân. Thì đây là cái bồn ngâm chân bán chạy nhất của Medicina FS885 và đây là cái bồn ngâm chân bán chạy nhất của Bayer. Bây giờ em sẽ so sánh xem nó có ưu và nhược điểm như thế nào nhé. Đầu tiên là em đi vào phụ kiện này. Con nào thì cũng có quyển hướng dẫn sử dụng thôi. Con này thì chỉ có một cái bồn không thôi, không có cái gì cả. Con này thì ngoài cái bồn thì bên trong nó có thêm hai cái đầu. Đây một cái đầu nữa là ba cái đầu để thay thế nhé. Để xoay vào đây này. Còn về phần kiểu dáng, đây là toàn bộ kiểu dáng của Medicina. Này thì nói chung là mỗi người một đánh giá thôi. Đây là của Bayer đây. Tiếp tục đến là thông số kỹ thuật thì con này là điện áp 220 đến 240, con này cũng điện áp 220 đến 240, công suất 390W, con này cũng là 390W. Về thông số kỹ thuật là tương đồng nhau. Tiếp tục về đến bảng điều khiển này, thì con này bảng điều khiển là có 4 nút, con này thì có 5 nút nha. Và đều có màn hình LED hiển thị các thông số giờ, phút hoặc là cái nhiệt độ nhé. Đều là các phím bấm cơ chứ không phải cảm ứng. Thì đầu tiên là về con Medicina này. Con này nó chỉ có nhiệt độ này, on off này. Đây là rung và sục này. Con này là hẹn giờ này. Thì con Bayer thì nó hơn hẳn là cái... rung và sục là nó tách rời, hẹn giờ và on off thì nó cũng giống nhau màn hình hiển thị này. Nhưng mà để nói là về cái độ hoàn thiện của Bayer này là cao hơn nhá. Độ hoàn thiện ở cái mặt là cao hơn này. Tiếp đến này, con này là có thể cài đặt từ 35 đến 48 độ C nhá. 20 đến 48 độ C. Đó. Con này thì đây là hẹn giờ này. Hẹn giờ lên đến 60 phút. Con này là từ cũng 35, 38, 42, 45, 48. Đó, con này cũng lên 48 độ C này. Hai con này là đều tự động đun nước nhé. Tự động đun nước. Con này sục này. Con này sục này. Sục và rung nó khác tách biệt nhé. Cái này nó hơn hẳn luôn, Bayer hơn hẳn luôn này. Tiếp tục đến cái con lăn này. Thì hai con đều có sục ở dưới chân này. Con Medicina thì chỉ có hai con lăn ở dưới cái bàn chân thôi. Nhưng mà nó lại có thêm 4 con lăn ở cái cạnh chân. Con này thì không có con lăn ở cạnh chân. Nhưng mà con này thì lại có tổng cộng là 6 con lăn ở dưới bàn chân nhá. Thì con này thì nó có thêm một cái lăn tự động này, ấn chân vào đây nó sẽ tự động lăn này. Đó. Con này thì nó có thể đánh vệ sinh chân này, massage này và đánh tẩy da chết. Đây. Phụ kiện của nó kèm theo này. Đó, nó xịn hơn nhá. Và con này thì nó có hồng ngoại nhá, hồng ngoại ở dưới mặt chân, con này thì không có hồng ngoại dưới mặt chân nhá. Đó, thì về chức năng là cái con Bayer này đang xịn hơn hai chức năng. Đó là cái con lăn tự động này và cái hồng ngoại. Hai con đều có vạch mắc. Đây, vạch mắc đây. Tiếp đến là về giá trị thương hiệu. Thì thực sự hai cái con này nó đều là một cái thương hiệu nổi tiếng về chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe ở bên Đức. Nên là để nói về giá trị thương hiệu thì nó cũng xem nhau. Về cái giá thành thì đương nhiên hiện tại là cái con FB50 này đang cao hơn con Medicina vài trăm nghìn một sản phẩm. Còn đã em đánh giá chung lại thì đầu tiên nếu không nói về giá, thì để nói chức năng này, độ hoàn thiện này, phụ kiện này, kiểu dáng này thì hiện tại đang FB50 đang vượt hơn một chút.
Còn nếu mà nói về giá thì đương nhiên là Medicina thì hiện tại đang chiếm thế thượng phong hơn, giá nó mềm, nó phù hợp với người tiêu dùng hơn. Mọi người hãy cân nhắc nếu mà cái tài chính mình cho phép thì mình nên chọn Bayer P50. Còn nếu mà mình cân nhắc về cái gọi là cái giá thành ý, thì mình nên chọn Medicina FF885. Cái sản phẩm này thì như Bayer thì đang bảo hành 24 tháng, còn thằng này thì bảo hành 12 tháng. Sản phẩm này bên em đang có sẵn tại cửa hàng Free Ship nội thành Hà Nội, Ship Series toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà, cam kết với quý anh chị là hàng chính hãng nhập khẩu nhé. Mọi người muốn mua hàng thì có thể kích vào đường link phía dưới hoặc là inbox em qua Zalo 0985 608 831. Em xin chân thành cảm ơn.